cùng vợ trong nhà thì đổ được với những đồ chuyên dụng 40 triệu em. Yes. Đây là trận thi đấu thứ hai của trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ năm. Bên mình là Baby Pho, bên bạn là Min và AC. Cân thôi. Để tiếp vào những trận thi đấu của quân cân. Pho là của Hoàng Mai Nhi. Rất nhiều sư tử đến từ bài của Hoàng Mai Nhi. Rất may là chưa oằng của quân nông dân nào cả. Đây là bài của Tý. Trong bài của Tý thì thoáng qua khá cầm hơn. Khoảng hướng cho Tý. Có voi luôn. Tý dường như Tý nó chưa dò ra đâu. Đấy, ngay cánh rừng là theo. Đây là rừng. Ngay trước mặt nhà luôn. Đây. Đây. Như vậy là hai voi yêu đầu và quả phụ, vậy là ok trong một bài cầm baby long. Bài này khả năng sẽ Tý sẽ đánh chém thôi. Thấy nhìn thấy nhà này, thấy nhà mà rừng thì là rừng sâu. Đây là bài Felician này có hai voi, một hiệu đầu có lẽ rằng sẽ đá với rừng. Chưa thấy Hoàng Nhi có dấu hiệu là kéo ra để ăn. Không, như vậy là bầy hiệu mà bầy hiệu kém. Hoàng Nhi ăn bầy hiệu đầu trước là trước với em. I'm done.
vậy là bên đội bạn màu ba vẫn chưa thấy lên đời. Mình hai người đều lên đời cả rồi, được gỗ của cái vị trí thoải mái. Cái việc mà tiết kiệm được 120 gỗ bây giờ có gỗ để có thể về vẽ ruộng. Chiếc BL thứ hai trước, cổng giáp đầy đủ luôn. Như vậy là cánh bên này gặp nhà đánh cung của đội bạn AC. Noan của đội bạn lên đời khá muộn. Phải là tạt sang luôn thế này thì mà nhận thấy rằng bên kia AC đã có tên đứng thủ. Đây là bài gỗ của người cầm Minoan. Vâng, Hoàng Nhi cũng đang đi con tê lên. Tê đen. Vậy là bị nhốt con ngựa giò, nhưng mà nhốt vào trong này thì đội bạn kiểu ấy là tự sát thôi. Đội bạn đánh như kiểu như này thì tự sát tay gỗ thôi. Cái thời gian nên mình phải thoát con ngựa giò ra một tí. Chưa tìm thấy bãi vàng đội bạn đâu cả. Bây giờ thì màu ba mới có, vâng, mới có con ngựa giò sang nhà của Hoàng Mai Nhi. Hơi muộn, sự sát thương của nó là không có, vẫn chưa thấy bãi vàng. Tí nữa thoát được con ngựa giò ra chưa, tìm bãi vàng, trông bãi vàng nhà màu ba. Vâng, như là thoát được con ngựa giò ra rồi, chưa thấy bãi vàng đâu cả. Bãi gỗ hết rồi, tí xử lý hết rồi, không còn gì ở trong bãi gỗ đâu cả. Vậy là bên kia AC đã có tên cung đờ đầu tiên. Thì màu ba, màu ba lên đời rất muộn. Ở dưới bản đồ kìa có cái chấm gì bằng vàng kìa. Dưới bản đồ kìa, tí vừa đi qua trở thành chấm gì bằng vàng. Đó. Đừng nói với tôi là không, và đội bạn không an toàn ạ. Mình là người giò lỗi thôi, đúng sao. Phải chém giờ ăn cũng được. Bài mà Mạnh Hào resize rất bất ngờ. Có lẽ rằng bài mà lên đời muộn và không làm ăn được gì cả. Hoàng Mai Nhi vừa bắn được một tuần dân của game thủ cầm màu 3 thì phải. Và màu 3 trận này là một cái map mà màu 3 không lên được đời. Không thể lên được đời. Một mình AC bên kia cũng không thể gánh nổi. Một đều. Và tỷ số được cân bằng một đều trong trận đấu thứ 5. Và kèo thi đấu mà tưởng chừng là chúng ta sẽ chiến thắng sớm khi mà chúng ta thắng 4 trận thông. Nhưng bây giờ đang rất cần.